Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì hai buổi phước hạnh mà Chúa đã cho chúng ta hai buổi học rất là đầy ơn của Chúa và phước hạnh ở trong ơn của Chúa. We praise God for the past two evenings where we've been able to study the Word of God. There were so many blessings there. Cảm ơn Chúa, có nhiều anh chị em đến gặp tôi và nói rằng mục sư em chưa bao giờ được nghe những điều này. There's so many of you that have come to me that have said, Pastor, I've never heard of this teaching before. Và một chị em khác nói với tôi, đó là đã đi nhiều hội thánh ở trên thành phố này, chưa có ai dạy những điều này cho chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì lời của Chúa khi được Đức Thánh Linh Ngài ban phước thì nó trở nên sống động ở giữa chúng ta. We thank the Lord because His word, when He blesses it, comes alive in our midst. Và khi lời của Chúa trở nên sống động, and when His word comes alive, Thánh Linh của Chúa hành động và lời của Chúa được bày tỏ ra, and the word of the Lord is revealed, thì chắc chắn dấu kỳ phép lạ phải xảy ra. Signs and wonders will follow. Vì Linh và lời cùng làm việc với nhau. Because the Spirit and the word work side by side. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong Chủ nhật của lễ ngũ tuần. We praise God because we are here at the first Pentecost. Nên buổi thứ ba của chương trình huấn luyện chữa lành của chúng ta học về sự ban phước mặc lấy quyền phép từ nơi Đức Thánh Linh để chúng ta có thể ra đi và được sai phái sau buổi thờ phượng hôm nay. So on this third day of the school or the ministry of healing, we are going to receive an impartation of the Holy Spirit and His anointing to be able to be sent out, commissioned to do His works. Và để chúng ta có thể có đức tin cũng như là đón nhận những gì Chúa Ngài chuẩn bị tuôn đổ trên chúng ta. And so that we can have the faith and be prepared for all that God has in store for us. Thì chúng ta cùng trở lại với ngày ngũ tuần đầu tiên khi hội thánh của Chúa được Chúa Ngài ban phước. Let us return to the first day of Pentecost when God blessed the church. Hội thánh được khai sinh trong ngày lễ ngũ tuần. The Church of God was birthed on the day of Pentecost. Và khi chúng ta quan sát bốn câu kinh thánh ghi lại sự việc này thì chúng ta thấy rất là nhiều phước hạnh của Chúa có thể thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. And when we turn back to the four Bible verses that describe this, we can see so many blessings. Công vụ chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 4. We're looking at Acts chapter 2 from verse 1 through 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Câu số 4 cho chúng ta thấy hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. In verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Chúng ta thấy ở đây ngày lễ ngũ tuần đầu tiên. We see here the first Pentecost. Sau thập tự giá mà Đức Giêsu Ngài đã trải qua và thực hiện sự cứu rỗi cho chúng ta. After the crucifixion of Christ where he completed the gift of salvation. Và sự Đức Giêsu Ngài phục sinh một cách vinh hiển. And we see that Jesus Christ was resurrected gloriously. Thì chúng ta thấy một sự tuôn đổ của quyền năng đã thay đổi hướng đi của hội thánh và lịch sử của nhân loại. And we saw an amazing power, resurrection power poured out upon the people that would change the history of mankind. Đây là một biến cố làm chấn động quả địa cầu của chúng ta. This is something that shaped the earth. Đây là một cái biến cố đã làm cho nhân loại của chúng ta chịu một ảnh hưởng lớn lao từ thiên đàng. This is an event that impacted mankind directly from heaven. Đây là biến cố đã làm cho hội thánh của Chúa trở nên sống động. This is an event that caused the church of God to come alive. Tất cả những gì Chúa Ngài đã dạy dỗ, đã trang bị cho họ. Everything that God had taught them beforehand. Chưa đưa vào hoạt động được cho đến khi biến cố này xảy ra. Did not come into mobilization until this event occurred. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời được đổ xuống trên mọi loài sắc thịt. When the Holy Spirit was poured out upon all mankind. Trên tôi, trai tới gái của Chúa. On the sons and daughters of God. Như Chúa Ngài đã báo trước. As he has prophesied before. Đó là trong ngày cứu rỗi ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài sắc thịt. My spirit will pour out upon all mankind. Như Đức Giêsu Ngài đã căn dặn hội thánh của Ngài. Just as Jesus Christ had
foretold his church. Đó là đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi các ngươi nhận lấy quyền phép từ trên cao. And that is, do not leave Jerusalem until you have been clothed in power and authority. Và Ngài báo trước cho họ biết việc có thể xảy ra. And he foretold them of what was to come. Đó là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. When Spirit comes upon you, you will receive authority. Thì các ngươi sẽ làm nhân chứng cho ta. And you will be witnesses for me. Tại thành Jerusalem, tại Syria và lan tràn ra cho khắp cùng thế giới. Samaria and to all the ends of the earth. Anh chị em, đó lý do tại sao kinh nghiệm ngũ tuần là kinh nghiệm chúng ta không thể thiếu được trong đời sống của chúng ta. This is why the experience of Pentecost is something that we cannot pass over. Bởi kinh nghiệm ngũ tuần mà chúng ta thấy ngày bắt đầu của mùa gặt đã đến trên hội thánh. It is by the experience of Pentecost that we see that first day of Pentecost that the harvest was coming, the feast of the harvest. Vì đối với dân Israel thì chúng ta biết đây ngày lễ ngũ tuần là ngày lễ của mùa gặt. Because we know according to the Israelites that Pentecost signified the time of harvest. The feast of the harvest. The feast of the harvest. Là đối với chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ trong Tân Ước. And we as a church in the New Testament. Ngày lễ ngũ tuần bắt đầu mùa gặt của nhiều linh hồn được trở về cùng Chúa. Pentecost is the beginning of the harvest of many souls. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên hội thánh của Ngài. By the power of God pouring out upon His church. Cảm ơn Chúa vì bởi lễ ngũ tuần chúng ta được trang bị. So we praise God because of Pentecost we are prepared. Quyền năng để chúng ta có thể làm chứng nhân hiệu quả cho Chúa. The power to give to allow us to be a witness for the Lord. Đức Chúa Trời muốn dựng lên, dấy lên những nhân chứng đầy quyền năng because của God wants to raise up witnesses full of His power. Để chúng ta có thể ra đi và làm chứng về Chúa. And be a witness for Him. Và Ngài trang bị chúng ta bằng chính quyền năng của Ngài. By primarily His power. Cho nên chúng ta không thể thiếu quyền năng của ngũ tuần. So we have to understand that we cannot be without the power of Pentecost. Quyền năng của ngũ tuần, của sự thánh biến của Đức Thánh Linh, khả năng giúp cho chúng ta để chúng ta được tươi mới và được biến đổi. The power of Pentecost allows us the power to be restored, to be made afresh and to be transformed. Và bởi sự giáng trên của Đức Thánh Linh khiến cho hội thánh của Chúa, đời sống của chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. It is by the outpouring of the Holy Spirit that the church of God can continually be in the presence of the Lord. Vì Thánh Linh ở trong những người con Chúa. Because the Holy Spirit is in His believers. Để biến đổi chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ mỗi ngày. To be more in His likeness every day. Và khi Đức Thánh Linh giáng quyền năng của Ngài trên hội thánh của Chúa thì khiến cho chúng ta có thể ra đi và làm công việc mà Chúa Giêsu đã làm. And when the power of the Holy Spirit comes upon us, we are empowered to go out and do as Jesus Christ did. Công việc bên trong của Chúa là lợi ích cho chúng ta. The inside work that God does is for our benefit. Nhưng mà sự giáng lên của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta là cho những người lạc mất ở ngoài kia. But the clothing of power upon us is for the lost. Chúng ta ngợi khen Chúa vì Chúa trang bị cho chúng ta. Because He prepares us, amen. Chúa ngài ủy quyền cho chúng ta thẩm quyền của Ngài. The authority, His authority. Và Ngài cũng ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể thực hiện công việc đó. To be able to do what He wants us to do. Amen, hội thánh. Amen. Hãy khao khát xin Chúa ngài tuôn đổ thánh linh của ngài giáng trên chúng ta trong ngày hôm nay. So I encourage you to thirst after the outpouring of the Holy Spirit. Giống như Adam khi Chúa ngài dựng lên ông từ bụi đất. Created from the dirt. Ông bất động. He was immobile. Nhưng mà khi Chúa hà hơi sinh khí của Ngài vào trong mũi của Adam. But when the Lord breathed His breath into him, thì ông trở nên sống động. Then Adam could come alive. Tất cả các bộ phận mà Chúa ngài đã nắng lên ở bên trong ông. Organs that were created in him, nó chưa hoạt động. They weren't working yet. Máu ở trong thân thể của ông vẫn chưa hoạt động. Wasn't moving yet. Nhưng mà khi Chúa ngài thở vào trong lỗ mũi của Adam, the Lord breathed into him, thì chúng ta thấy hệ tuần hoàn bắt đầu hoạt động. We see his entire body, hệ hô hấp bắt đầu hoạt động. Every part và of tất cả him. Những bộ phận khác, những hệ thống khác ở trong thân thể của Adam trở nên every sống động. Every organ began to work. His blood began to circulate. It came alive. Và lời của Chúa nói rằng loài người trở nên loài sinh linh có hồn sống bởi vì Chúa and the word có hơi thở of the Lord của Ngài man had a soul and a spirit now. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa Giêsu ngài đã ban cho chúng God ta. For what Jesus Christ has done for us. Nhưng mà nếu chưa có sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa giáng trên chúng ta, but without the outpouring of the Holy Spirit upon us, thì tất cả những điều đó chưa hoạt động được. Then nothing in us is mobilized for His good. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa so vì thank God. Sự chấn động cũng như sự sống đến trên hội thánh của Chúa. Hội thánh của chúng ta ở trong ngày ngũ tuần đầu tiên. So we praise God because of the spiritual awakening that we receive on the first day of Pentecost. Đó là bắt đầu của chúng ta. That is our beginning. Đầu công vụ các sứ đồ chương 1, chương 2 từ câu 1 đến câu số 4 đó là bắt đầu của hội thánh của Chúa. When we read Acts chapter 2 verse 1 through 4, that is the beginning, the establishment of the church of God. Đó là sự bắt đầu của hội thánh thật của Chúa Jesus Christ. That is the beginning of the real church of Jesus Christ. Và trải qua một thời đại, Chúa vẫn tuôn đổ quyền năng của Ngài trên hội thánh thật của Ngài. And over a history of time, we see God still pouring out His Spirit upon mankind. Và hôm nay cũng không là ngoại lệ. And today is no exception.
Anh chị em, chúng ta muốn làm hội thánh thật của Chúa, chúng ta phải có quyền năng của Đức Thánh Linh. My brothers and sisters, if we want to be the real church of Christ, we have to have the power of the Holy Spirit within us. Vì nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh, because without the Holy Spirit, chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì. There's nothing that we can do. Chúa Giêsu xác nhận với chúng ta điều đó. Jesus Christ affirms this to us. Và Ngài căn dặn hội thánh của Chúa. And he tells his church, nói với các môn đệ của Ngài. He tells to his believers, là những người Chúa đã huấn luyện họ. The disciples who he trained, là những người đã thấy Chúa Giêsu Ngài chữa lành những thân thể. Heal the sick. Gọi người chết sống lại. Họ là những con người đã chứng kiến rất nhiều điều. Those are the ones who saw so much of what Christ did. Nhưng mà Chúa dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Jesus told them, do not leave Jerusalem until you are clothed with power. Là hội thánh làm chứng nhân cho Chúa. As a church that wants to be a witness for the Lord. Chúng ta không thể ngưng nghỉ trong việc tìm kiếm sự liên tục đầy dạy Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài. We cannot stop in chasing after the Holy Spirit and His power. Bởi vì nếu không thì chúng ta như là một cái thi thể không có hơi thở. Otherwise, we'll be as a body that has no breath of life. Anh chị em có bao giờ tập nín thở không? Have you ever held your breath, practiced that, my brothers and sisters? Tôi nhớ lúc nhỏ khi học bơi ở trên sông Cửu Long thì chúng tôi có một cái trò chơi đó là nín thở xem đứa nào nín thở dài nhất. I remember when I was little, on the ocean side of Sông Cửu Long, I would sit there and I would practice with my friends holding my breath to see how long I could do it. Lúc đầu thì chỉ chừng 20 giây là ngồi đầu lên. It was only 20 seconds. Và có những cái kinh nghiệm sau khi tập nhiều lần thì có thể kéo dài lên đến được 2 phút. And after a lot of practice, sometimes I could hold my breath for up to 2 minutes. Nhưng mà không hơn thế nữa. But no more than 2 minutes. Bởi vì Đức Chúa Trời định là loài người của chúng ta sống phải có hít thở. Because the Lord had already determined that mankind could live but only by breathing. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng tương tự như vậy. Our spiritual life is the same. Người không có hơi thở của Đức Chúa Trời là người nín thở. One who does not have the breath of God breathing into them is one who is holding their breath. Có ai đang nín thở không? Is anybody here holding your breath? Xin cho chúng ta bắt đầu hít thở. So may the Lord allow us to breathe Him in. Để gió của Đức Thánh sẽ thổi vào phổi của chúng ta. The Holy Spirit can fill our lungs. Để tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Strong by the grace of God. Và quyền năng của Chúa thể hiện trên chúng ta. Upon us. Là hội thánh chúng ta không thể như cũ được. As a church, we can no longer go in our old ways. Chúng ta cần được biến đổi mỗi ngày trong ơn của Chúa. We need to be transformed, sanctified into Him, by Him every day. Và kế hoạch của Chúa là chúng ta đi từ vinh hiển sang vinh hiển. The plan of God we see in scriptures that we go from glory to glory. Amen. Amen. Chúng ta không thể dậm chân tại chỗ được. So that we can no longer stand still. Mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta đi lên trong sự vinh hiển của Chúa. We have to be moving forward in the glory of God. Ngài dắt chúng ta đi từ vinh hiển này sang đến mức độ vinh hiển khác. From glory to another level of glory. Trong hình ảnh của sự sức dầu chúng ta cũng thấy điều đó. When we talk about the illustration of anointing, we see the same thing. Chúng ta thấy khi chúng ta mới tin nhận Chúa. We see when we first accept Christ. Chúng ta có cái khởi đầu của sự sức dầu. We have the beginning of the anointing. Một giọt dầu. Maybe a few drops. Theo thời gian chúng ta có một muỗng dầu. We have a cup. A spoon. A spoon. Rồi chúng ta thấy có một cái ly dầu. And then we have a cup of anointing. Rồi một bình dầu. And then a jar. Nhưng mà rồi chúng ta thấy có những con người họ đi từ vinh hiển sang vinh hiển được Chúa ngài tuôn đổ dầu của Chúa một cách đầy dẫy trên họ. But then we see those who go from glory to glory in the Lord, and the anointing of the Lord is fully outpouring upon them. Đến độ bóng của họ đi ngã ở trên ai so thì người đó cũng so được lành. So that when their shadow falls upon the sick are healed. Là trong trường hợp của Peter. In the case of Peter. Và chúng ta thấy như Phaolô đến độ áo và khăn của ông đắp trên người bệnh cũng được lành. His garments were placed upon the sick and they were healed. Và quyền năng của Chúa tuôn đổ ra trong And the power of God was flowing freely. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Nên chúng ta cần Chúa ngài liên tục đổ đầy trên đời sống của chúng ta. So we must recognize that we need the Lord to pour out His Spirit upon us daily. Một điều khác rất cần để chúng ta kinh nghiệm quyền năng ngũ tuần. Another thing that we need in order to experience the power of Pentecost. Bởi vì là con cái của Chúa, chúng ta không chịu nổi khi vắng sự hiện diện của Chúa. We can't stand it whenever the presence of God is not with us. Là hội thánh chúng ta cần kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta luôn. We have to experience as a church the power of God, the presence of God always with us. Và Đức Chúa Trời rất muốn ở cùng chúng ta. And God very much wants to be with us. Trên một trong những danh xưng của Đức Chúa Giêsu. So one of His names is. Khi ngài nhập thể làm người. Whenever He came to in the form of man. Danh của ngài được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong thân thể của một con người. Emmanuel meaning God is with you. Hallelujah. Hallelujah. Emmanuel. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord.
Emmao là con người, là xác thịt. Emmao means flesh. El là Đức Chúa Trời. El is God. Là viết tắt của Elohim. It is the short version of Elohim. Khi Chúa ngài ở trong thân thể của when con God người, is in a man, đó là ý định của Đức Chúa Trời. That is His desire, the plan of God. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. God is with us. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cho nên chúng tôi xin mời anh chị em chúng ta suy nghĩ ít nhất là ba điều trong ngày hôm nay. So today I'd like for you to ponder with me at least three things. Chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng ta làm nhân chứng hiệu quả. We need the power of God in order to be a witness. Trong Hội Chương 1 câu số 4 chúng ta thấy lời của Chúa đã nhắc nhở hội thánh của Chúa, các môn đệ của Ngài. When we look at Acts chapter 1 verse 4, we see what the Lord Jesus Christ reminds his disciples. Lúc ở với các sứ đồ ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. The Lord says, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised, which you have heard me speak about. Và công vụ chương 1 câu số 8. And when we look at Acts chapter 1 verse 8. Nhưng vì Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng cho đất. You will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Quyền năng của Đức Thánh Linh sẵn có để giúp chúng ta hoàn tất công tác truyền giáo. The power of God is with us to complete every task. Anh chị em, khi chúng ta được huấn luyện ở trong trường chữa lành, my brothers and sisters, as we've been trained or taught in the school of healing, thì chúng ta thấy có những anh chị em của chúng ta sẵn sàng để áp dụng những điều mình học. Then we see some brothers and sisters that are ready to apply everything that they've learned. Nhưng mà có những người thì some people cảm thấy ngại sợ. They feel a little awkward or timid. Anh chị em, khi chúng ta được Đức Thánh Linh tuôn đổ quyền năng và sự hiện diện của Ngài, my brothers and sisters, when you have the Holy Spirit pour out upon you, thì những sợ hãi đó sẽ bị đuổi đi. Those fears, they leave you. Amen, anh chị em. Amen. Bởi vì sợ hãi không thể có mặt được because ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. In the presence of the Lord God Almighty. Vì khi hội thánh đầu tiên kinh nghiệm đầy dạy Đức Thánh Linh, whenever the first church experienced the outpouring of the Holy Spirit, họ tràn ra các đường phố và giảng đạo của Chúa một cách giản dị. Preach the kingdom of God. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta sẽ làm những nhân chứng đầy kết quả và giản dị cho Chúa. Vì Đức Thánh Linh đổ đầy trên đời sống của chúng ta. Ở công vụ chương 1 câu số 8 đơn giản cho chúng ta thấy điều này. When we see Acts chapter 1 verse 8, it's so simple. Đó là chúng ta nhận sự giáng trên của Đức Thánh Linh trên cuộc đời của chúng ta. That is, we receive the outpouring of the Holy Spirit in our lives. Có sự khác biệt trong việc Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. You have to understand that there's a difference between the Holy Spirit being in you và Đức Thánh Linh ở với chúng ta. And the Holy Spirit being with you. Hai việc này để đem chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Jesus. But they both allow us and bring us more into the likeness of Jesus Christ. Mà chúng ta không thể làm được việc Chúa Giêsu làm và làm trỗi hơn như Ngài đã hứa với chúng ta. But we cannot do as the Lord Jesus Christ instructed and do even greater. Cho đến khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta. The Holy Spirit comes upon us. Và công vụ sứ đồ ghi lại chúng ta những lần Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ của Chúa. And Acts writes back for us, gives us, tells us the story of how the Holy Spirit came upon the disciples and apostles. Công vụ chương 2 này cho chúng ta thấy lần đầu tiên Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên các môn đồ trên hội thánh của and Chúa. As we've read in Acts chapter 2, it is the first time the Holy Spirit came upon the disciples and the believers. Trong chương 8 trong chức vụ của chấp sự Philip. Whenever we look at Acts chapter 8 as an elder of Philip, và khi ông rao giảng đạo của Chúa và người ta God, đã thấy dấu kỳ phép lạ của Chúa. Signs and wonders, nhiều người đã nhận sự cứu rỗi của many Chúa. People receive salvation. Nhưng khi các sứ đồ Phi-rơ và dân từ Jerusalem đến thăm viếng, Peter and John came to visit, thì họ đã đặt tay trên các môn đồ và họ đã nhận được Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ. They laid hands upon the disciples and they received the gift of the whole outpouring of the Holy Spirit. Nên chúng ta thấy rằng rất là quan trọng để chúng ta nhớ. It's very important that we remember this. Rồi công vụ chương 10. And when we look at Acts chapter 10, khi Phi-rơ đang giảng cho gia đình của cậu này, as Peter was preaching to the family of Courtney, ông còn đang nói, he's in the middle of speaking, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên gia đình của cậu này. And the Holy Spirit came upon Courtney's family. Và họ nói tiếng mới, họ nói tiếng lạ. And they began to speak in new tongues. Phi-rơ sau này kể lại cho hội thánh của Chúa và các sứ đồ tại Jerusalem. Peter then retells the church in Jerusalem. Rằng chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh cũng được ban cho họ như chúng ta lúc ban đầu. I have seen that the Holy Spirit was given to them as the Holy Spirit was given to us in the beginning. Và trong Hội Chương 19 chúng ta thấy. Look at Acts chapter 19. Ở tại thành Ephesus. We see in Ephesus. Phi-rơ đặt tay trên thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ. Peter laid hands upon the disciples. Chúng ta cảm ơn Chúa. Was given to them. Vì những kinh nghiệm này. We praise God for all of these experiences written back for us. Tôi tớ của Chúa, một sư D.L. Moody đã tuyên bố. A servant of the Lord, D.L. Moody, had said.
rằng có Đức Thánh Linh bên trong là một việc. That when you have the Holy Spirit in you, that's one thing. Nhưng mà Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta là một việc. But to have the Holy Spirit to come upon you is something completely different. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. So we praise God that the Holy Spirit is in us. Mình chị em chúng ta cần Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta nữa. We understand that you need the Holy Spirit to come upon you. Để chúng ta có thể trở nên những chứng hiệu quả cho Chúa. An effective witness for the Lord. Chúng ta cần có thái độ như hội thánh đầu tiên. We need to have the attitude as the first church did. Xem kinh nghiệm báp têm trong Đức Thánh Linh là điều phải có trong cuộc đời của chúng ta. Baptism of the Holy Spirit as a, not only a normal experience but an essential experience. Và khi chúng ta hiểu được điều này, and when we understand this, và chúng ta sẵn lòng để đón nhận, and we're ready to receive, thì Chúa Ngài sẽ đổ trên chúng ta. Then God will do it. Có kinh nghiệm rất là tuyệt vời tối hôm qua. There's a beautiful experience that we were a part of last night. Cảm ơn Chúa vì trong lần huấn luyện này. Praise God that during this past training over the last two days, có hai anh em là Paul và Thanh. There were two of our brothers, Paul and Tan. Một người từ Florida và một người từ Denver. One from Florida and one from Denver. Đến để tham dự. To come and be a part of the School of Healing. Và sau khi chứng kiến và thấy nhiều người được phước của Chúa. And after they witnessed and were able to see so many people blessed by the Lord. Và được chữa lành. And healed. Thì Paul đã nói với Thanh. Then Paul told Tan. Ngày mai em hãy nhận báp têm Đức Thánh Linh mà mục sư Khánh sẽ giúp đỡ để chúng ta kinh nghiệm. You must receive the outpouring of the Holy Spirit upon you. The baptism of the Holy Spirit. The baptism of the Holy Spirit. Thanh nói không, không. And Thanh said no. Tôi là người Công giáo. I am a Catholic. Thì mục sư cho tôi chờ cái việc này, tôi phải cho tôi thêm thời gian. So pastor, I ask that you give me a little bit more time. Em anh có nhu cầu trong đời sống. But he had a need in his life. Và Chúa Ngài đã hướng dẫn tôi để giải cứu anh. And the Lord led me to bring deliverance for him. Và khi tôi đặt tay trên đầu của anh. And when I laid my hands upon his head. Và truyền lệnh rằng tất cả những cái gì ghi nhớ về những cảm giác đầu tiên trong cái kinh nghiệm của thói hư tật xấu đó. Of every memory of every bad habitual sin that it must leave. Nó phải rời khỏi. It has to go. Thì khi tôi đặt tay trên đầu của Thanh. So when I laid my hand upon his head. Thanh đứng không vững. He wasn't able to stand very strongly. Thanh rằng, oh, oh, oh. He said, oh. Mục sư, ông có thấy cái điều đó không? Do you see this? Tôi thấy quyền năng của Chúa chạm vào đầu của tôi. I see the power of God. I can feel the power of God on my head. Thì cái gì ở trong tôi nó đang chống lại. There's something in me that's resisting. Nó đi ra rồi nó quay trở lại. It leaves and then it seems as if it comes back. Nhưng mà khi mục sư tiếp tục đặt tay trên tôi. Pastor, when you continue to lay your hands upon me. Một việc kỳ diệu đã xảy ra. You see something amazing. Cái điều đó nó biến mất. That all of a sudden it leaves me. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Tôi có thể nhìn trên trán của Thanh là mồ hôi toát ra. I could see upon Thanh's forehead that there were beads of sweat. Và khi tôi đi ra ngoài thông công với các anh chị em trong bữa ăn tối. And whenever I went out to fellowship with the brothers and sisters in the foyer. Thì Thanh bước ra ngoài, đi ra ngoài. Walked outside. Quay trở vào và nói rằng, mục sư ơi, tôi đi không được. And he came back in, he said, Pastor, I can't walk. Có một cái sự hiện diện rất là đặc biệt, một sự tự do mà tôi chưa bao giờ có. There's a presence about me, a freedom that I've never experienced before. Một sự tay của một sự quyền năng lắm. Pastor, your hand has so much power. Tôi vẫn còn cảm nhận cái chỗ một sự đặt tay và quyền năng của Chúa bằng tại đây. Hand on my head. Rồi Thanh nói với tôi điều này. And then Thanh said this. Ngày mai. Tomorrow. Xin mục sư làm báp têm Thánh Linh cho tôi. Will you baptize me in the Holy Spirit? Tôi muốn giữ quyền năng và sự hiện diện của Chúa. I want to keep the presence and the power of God with me. Anh chị em, my brothers and sisters, phục vụ Thanh bằng những lời khuyên, những lời tư vấn. If we minister to Thanh by words of encouragement or advice, nó không đủ. It's not enough. Nhưng chính quyền năng của Chúa rời chạm. It is the power of God that touches him. Để có thể thay đổi một người nhanh như vậy. It can change somebody so quickly. Vì kinh thánh ghi lại chúng ta rất nhiều câu chuyện như vậy. So many different examples. Những con người khi quyền năng của Chúa chạm đến. Where people when they are touched by the power of God. Hoàn toàn được biến đổi. They're completely transformed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một thí dụ để chúng ta thấy ở đây. Another example for us to see. Thân thể con người chúng ta là một cái bộ máy rất là tinh vi. Is that our body is almost like an amazing piece of machinery. Luôn luôn giữ cái nhiệt độ trung bình là 98.6 độ. Our temperature must always be at 98.6 degrees Fahrenheit. Dù bên ngoài trời lạnh hay là trời nóng. Even though it's cold outside or whether it's hot outside. Dù người đó ở cái vùng nhiệt đới hay là đang ở tại Bắc cực hay là Nam cực. Or whether that person is living in the south or in the north. North Pole. Pole. North Pole or South Pole. Nó lạnh lắm phải không chị em? It's very cold there. Nhưng mà trong thân thể của con người đó. But in their bodies. Luôn luôn là 98.6. Your body is regulated at 98.6 degrees Fahrenheit. Khi nào nó nóng hơn là bệnh. Whenever it's warmer, we're considered sick. Nhưng mà nó lạnh hơn thì when sẽ lạnh colder, chết.
We know what that means. Và Đức Chúa Trời Ngài đã đặt ở trong cơ thể chúng ta như But vậy. But God has already determined this in our bodies. Đời sống thuộc linh của chúng ta cũng giống như vậy. And when we talk about our spiritual life, it's the same. Khi có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, when you have the presence of the Holy Spirit in your life, chúng ta không thể nào lạnh được. There's no way that you can be cold. Luôn luôn là you always have to be 98.6 độ của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. The Holy Spirit in your life. Amen. Amen. Anh chị em muốn nóng cháy cho Chúa không? Do you want to be on fire for the Lord? Anh chị em có chán với những ngày mình mệt mỏi, với những ngày mình yếu đuối như lạnh không? Hãy nhận. So receive. Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Receive the outpouring of the Holy Spirit in your lives. Amen. Amen. Trừ ra những người vẫn muốn tiếp tục sống ở trong tủ đá. Outside of the people that want to continually live in a refrigerator. Freezer. Thì tôi tin rằng sẽ là một sự tuôn đổ đáp ứng của anh chị em trong ngày hôm nay. And I believe Chúa, Ngài sẽ thấy tấm lòng của chúng ta. That God sees each and every one of your hearts, and there's going to be an outpouring of His power and presence. Chúa đã gửi cho chúng ta sứ điệp khích lệ từ qua môi miệng của Just as the Lord gave us the encouraging message from Pastor Vossen, Ngài đang ở đây. That He's here with us. Và Ngài sẵn sàng tuôn đổ trên chúng ta. And He's ready to pour out His Spirit amongst His children. Để chúng ta là hội thánh của Chúa. So that we as a church of God, chúng ta sẽ đem sự chữa lành giải cứu đến cho mọi người. And deliverance to the multitudes. Sự phục hưng sẽ xảy ra. And revival will take place. Khi chúng ta khao khát. Whenever we hunger and thirst after. Tâm lòng đơn sơ như con trẻ. And come to the Lord with a heart as pure and innocent as a child. Anh chị em, một trong những điều chúng ta cần được Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có tâm lòng trở lại như con trẻ. One of the things that the Lord needs to help us with so that our hearts can return to that of like a child. Đối với việc niềm tin của chúng ta nên lời của Đức Chúa. When it talks about the word of God in our faith. Và đức tin của chúng ta trong Chúa. And our faith in the Lord. Điều đáng tiếc xảy ra. Unfortunately. Đó là có rất nhiều người. There's so many people. Đối với công việc của Chúa. But when it comes to the work of God. Thì không có đức tin như con trẻ. They don't have faith as a child. Nhưng mà đức tin của một người già nua thất bại trong tâm trí của mình. As an elder person, outdated. Và chúng ta thấy lẫn lộn đủ thứ. And we see they're so confused. Lúc nhớ chỗ này, lúc nhớ Sometimes chỗ kia. They remember one thing and they remember another thing over here. Đối với lời của Đức Chúa Trời. But when it comes to the word of God. Chúng ta phải trở nên như con trẻ. We have to be as like a child approaching it. Chúa phán chúng ta nói rằng God ta tin. Speaks, we say we believe. Chúa rằng ta ban cho con nhận. God says, I give to you, we receive. Chúng ta nhưng mà nếu we mà request, but what if? We don't question, này thì what sao? If? And then what about over here? Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta được giải cứu khỏi thái độ. To be delivered from that type of mentality. Ông sư đừng hòng tôi khó tin lắm. Oh pastor, don't even try. It's very hard for me to believe. Đầu này nó đầy sạn sỏi ở trong này nè. This head is full of somebody help me. Rock and rocks sand. And sand. Ý họ muốn nói rằng tôi kinh nghiệm nhiều lắm rồi. So what they're trying to say is that I've experienced so much in life. Tôi thấy nhiều thứ lắm rồi. I've seen too much in this world. Một sư đừng có hòng tôi thì dễ tin như những người. Don't think that I'm just going to be easily believed. Thời dài. As those that are, ooh, I don't want to say it. Foolish. Oh, foolish. I was going to say the other word. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa trong chúng ta. But we praise God that the word of the Lord tells us the truth. Nước trời giống như những người có đức tin như con trẻ. Is for those that believe like a child. Cha nói sao chúng ta tin như vậy. However the Father speaks, we believe. Khi lời của Chúa phán chúng ta. Whenever the word of God speaks, we just say amen. Và định nghĩa của phép lạ là như thế này. And the definition of a miracle is this. Chúa phán chúng ta tin. God speaks, we believe. Phép lạ xảy ra. Miracles happen. Chúa phán chúng ta tin. God speaks, we believe. Phép lạ xảy ra. Miracles happen. Chúa phán chúng ta tin. God speaks, we believe. Miracles happen. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta đã thấy tối hôm qua. We have seen last night. Đó là có những người đã bị những cái chấn thương ở trong cuộc sống của mình. But there are people that had a pain in their back. Trong trường hợp của cô Betty. When we talk about Miss Betty. Và chúng ta thấy ở trong cái kinh nghiệm từ năm 1992 bị tai nạn trong lúc tập vợt ở trong gymnastics. She shared with us that while she was doing gymnastics, she got an injury in 1992. 32 năm. 32 years. Tối qua đã được chữa lành. And last night she was healed. Chúa cho chúng ta được ở trong một môi trường. Because God allows us to be in an atmosphere where the word of God is working in us. Và Chúa ngài cho chúng ta có đức tin để chúng ta đã nghe. The faith because of what we have heard. Và chúng ta đã trở nên đức tin như con trẻ. And we have now have faith as like a child. Chúa phán chúng ta không thắc mắc.
When God speaks, we don't question Nhưng him. Nhưng mà chúng ta tin. But we believe. Cho nên phép lạ đã xảy ra cho chúng ta. And so miracles happen. Amen. Amen. Anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh bởi vì là hội thánh chúng ta cần được biến đổi. So the second thing that we want to talk about is we need the Holy Spirit because as a church we need to be transformed. Ngày lễ ngũ tuần môn đồ nhóm họp lại một chỗ thì mình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Acts chapter 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tại sao có dấu lưỡi bằng lửa khi các môn đồ của Chúa nhận lãnh? Why does the scripture tell us about the symbol of fire when the believers receive the Holy Spirit? Lửa là hình bóng của sự biến đổi. Because fire is a symbol of transformation. Lửa biến đổi những gì nó chạm đến. Fire changes whatever it touches. Đức Thánh Linh ngài bắt một nhóm ngư phủ. The Holy Spirit grabbed hold. Những người đàn bà đã sống trong tội lỗi trước đây. Of women who were living in sin. Những người thâu thuế. Tax collectors. Những người trong gia đình trước đây. People in the family. Ở trong gia đình của Chúa Giêsu đã chống đối ngài. That were previously in the family of Christ that were persecuting him. Bởi lửa Đức Thánh Linh. But the whole power of the Holy Spirit's fire. Khiến cho họ trở nên hiệp nhất. Causing them to be united as one. Làm hội thánh của Chúa. To be the church of God. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Nếu không có Đức Thánh Linh. Without the Holy Spirit. Thì chúng ta thấy rằng họ sẽ có những ý kiến khác nhau. Then we're going to see that they're going to have different opinions about different things. Và chúng ta thấy rằng chính những điều đó gây chia rẽ. And we see that that may cause division. Cho nên nếu nói có một dân tộc nào cần đón nhận Đức Thánh Linh thì dân tộc Việt Nam của chúng ta phải đón nhận Đức Thánh Linh. So if we talk about any people that need to receive the Holy Spirit, we need to mention the Vietnamese people. Vì người Việt Nam chúng ta được biết đến. Because Vietnamese people are known for. Đó là có 9 người thì nó có tới 10 ý luôn. That if there's 9 people, there's 10 opinions. Phải không? Right? Người Việt Nam chúng ta có nhiều ý. Vietnamese people, we have a lot of ideas and đó opinions. Đó lý do mà người Việt Nam không có Đức Thánh Linh thì không thể đứng chung với nhau được. Why if we don't have the Holy Spirit, we cannot be united as one. Có 9 người mà có tới 10 cái ý thì bây giờ đi theo ai? Because if there's 9 people with 10 different opinions, then who do we follow? Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh có quyền để khiến chúng ta trở nên hiệp một. But praise the Lord, the Holy Spirit allows us to become as one. Tôi tin rằng có tính cách tiên tri. Prophetically speaking, đã hướng dẫn chúng ta ngày hôm nay. That the praise team led us in worship today. Chúa ngài đẹp lòng khi chúng ta hát như một người. That God is pleased when we sing as one. Và tất cả các âm thanh đều đi cùng một hướng. All the sound of people's worship is as one in one direction. Việt Nam chúng ta có câu trống đánh xuôi kèn thổi ngược phải không? The Vietnamese people have a saying, which is very poetic, and it's not going to be beautiful in English, that if the drums beat one way, the trumpets blow another. I swear. Oh, thank you. Thank you so much. Nhưng mà khi chúng ta hát như một người, but when we sing as one, khi chúng ta chơi tất cả các nhạc cụ đều cùng một âm thanh nhịp nhàng, the instruments with one beat, one heartbeat, thì Đức Chúa rất vui nghe nhạc. God is pleased. Ngài đổ sự vinh hiển của Ngài. He pours out His glory upon His people. Dân sự của Chúa đã kinh nghiệm điều này một lần. The people of God experienced this one time. Khi hội chúng, dân chúng lúc bây giờ cùng với các thầy tế lễ, tất cả hát ngợi khen Chúa như một người. When all of the people of God, along with the priests, sang to the Lord in worship as one. Thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta sự vinh quang của Chúa tràn xuống đền thờ. The glory of God came upon them. Họ không thể đứng nổi các thầy tế lễ. They were not able to stand before His presence. Nếu không có Đức Thánh Linh, so without the Holy Spirit, con người chúng ta không thể nào đứng chung với nhau được. Then we as a humankind, as people, we cannot stand together united. Đó lý do mà hội thánh của Chúa cần sự ban cho của Đức Thánh Linh. And that is why the people of God need the Holy Spirit with them. Và họ đã trở nên hiệp một. And now they've become one. Đến độ anh chị em. So much so. Đó là họ kể tất cả tiền của họ là của chung của nhau. That so much so that they began to think that they began to live with all of their finances, all of their assets as one big family. Đây là hình ảnh của cộng sản thật bên trên. Communist. The communists. A real You're communist. Talking about the, but the oh yes, because that is how the communists operate and Democrats too. Amen, anh chị. Amen. Bởi vì tất cả đều kể của mình là của chúng. Because the communists believe that everyone's belongings belong to everyone. Và đó là cái cộng sản
chính nghĩa mà lời của Chúa đã bày tỏ. And that is the definition of communism. Nhưng mà cộng sản ngày hôm nay nó không kết quả. But we see that the communism is not successful today. Bởi vì cái sự khác biệt của cộng sản ngày hôm nay và cộng sản theo như kinh nghiệm Hội Thánh Ngũ Tuần đầu tiên đã kinh nghiệm. Because the difference between communism today and the communism of the first church in the day of Pentecost is ngày hôm nay cộng sản là today the communists say, anh có nhiều quá, anh là người già, tôi muốn đến, tôi lấy của anh để chúng ta đồng đẳng với nhau. Oh, you've made a lot, you have a lot of assets. Well, I'm going to come and take yours so that we can be equal. Nhưng mà cộng sản thật là như thế này. But the real communism is của tôi là của anh. That my belongings are your belongings. Hội thánh đầu tiên không kể của mình là của riêng nữa. Didn't consider them to have individual assets. Họ chăm sóc lẫn nhau. But they took care of each other, sharing all that they had. Một bức ảnh tuyệt vời mà chúng ta thấy được. Beautiful imagery. Không có sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Without the Holy Spirit. Thì không có một con người ích kỷ nào có thể làm được công việc đó. There was without the Holy Spirit, a selfish person could not do this. Không thể nào chúng ta lấy của mình chúng ta chia cho người khác. There's no way that we would take all of what we have and divide it to give to another. Bản chất tội lỗi của chúng ta là lấy của người khác. Our sinful nature wants us to take another person's belongings and bring it into ourselves to use. Đây là một trong những dấu đặc biệt để chúng ta có thể thấy được một sự phục hưng thật xảy ra. This is something very special that we can see, a sign that true revival is taking place. Đó là sự dâng hiến trở nên rất là rõ ràng. And that is that tithing becomes abundant. Hội thánh của Chúa the Church of God recognizes this. Chúa giao trong tay chúng ta tiền bạc để chúng ta quản lý. Finances to steward. Nhằm mục đích để chúng ta gây dựng vương quốc. It is so that we can finance the kingdom of God's work here on earth. Và sự sức giàu của Chúa sẽ and the anointing of God comes upon people who are like that. Họ sẽ làm được nhiều tiền hơn. They'll be able to make more. Để yểm trợ công việc. To be able to support the kingdom work. Sự sức giàu của Chúa sẽ làm như vậy. Of King Cyrus, King Cyrus was it so? Thì Chúa ngài đã ban cho ông sự sức giàu. Because God gave him this anointing. Và ông đã đem chia sẻ những cái phước lành. And he was able to share everything that he had to be a blessing to others. Và ông kêu gọi tất cả mọi người. And he called everyone. Sống bên cạnh những người Do Thái. To live next to the Jewish people. Hãy yểm trợ họ. And support them. Để họ trở về xây dựng lại đền thờ. So that they can go back to rebuild the temple of Jerusalem. Và chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra. And we'll see this happen. Và dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ thấy được. And Vietnamese people, we will see it. Chúng ta sẽ thấy vô số những đền thờ sẽ được kiến lên trong những ngày sắp đến. Number of churches be raised up in the days to come. Không phải chỉ những đền thờ bằng gạch đá. We're not talking about just churches that are built by brick and stone. Nhưng mà đền thờ là mỗi cuộc đời của. But we talk about every life of a believer is a temple of God. They've been saved. They've been sanctified. Được Chúa ngài trang bị. To have God prepare them. Mặc lấy quyền phép. To clothe them in power. Để trở nên những con người đầy ơn Chúa. A people full of the blessing of God. Như là một cái đền thờ đầy quyền diện, quyền năng của Đức Chúa Trời. As a temple that is full of the power of His presence. Trước ngày lễ ngũ tuần. Before the day of Pentecost. Các môn đồ của Chúa là những con người sợ hãi. The disciples were a fearful people. Họ thiếu đức tin. They lacked faith. Họ không hiểu được chương trình của Đức Chúa. They didn't understand the plan of God. Họ trốn ở phía sau những vách tường. They were hiding behind walls. Nhưng mà bởi kinh nghiệm của ngày lễ ngũ tuần. But it is because of the experience of Pentecost. Lửa của Chúa đổ xuống. And the fire of God poured out upon them. Ánh sáng tràn vào cái chỗ đó. That light was shown upon every face. Và bởi quyền năng của Chúa đẩy họ ra khỏi cái nơi mà họ đang trốn. Pushing them out from the four walls by which they were hiding. Giảm dữ trước mặt mọi người. They were able to boldly stand up before everyone. Làm nhân chứng cho Chúa. And to be a witness for God. Khi tính mạng bị đe dọa. Whenever their lives were threatened. Thì họ làm giống như thầy của mình. They did as Jesus. Như khi Đức Giêsu nghe biết rằng vua Herod định tìm để giết ngài. When Jesus heard that King Herod was out to kill him, Chúa Giêsu bảo Jesus hãy said, nói với con cáo đó. Go tell that fox. Hôm nay ta sẽ chữa lành. Ngày mai ta sẽ chữa lành và ta sẽ tiếp tục làm công việc. Tomorrow I'm going to heal and I'm going to continue to do the work of my Father. Bởi vì ngài có một mục đích. Because he had a very clear purpose. Ngài biết ngài được sức giàu để chữa lành. He knew that he was anointed to preach to the poor. Để chữa lành những người đau ốm và phóng thích những kẻ phù tù. And to set free those who are oppressed. Và các môn đồ của Chúa khi được Thánh Linh đầy dẫy họ cũng làm như vậy. And the disciples, whenever they received the baptism of the Holy Spirit, they were the same. Thần Chúa đầy dẫy trên các sứ đồ. When the Holy Spirit came upon each and every one of them. Khi tòa công luận và lãnh đạo của thời đó. When the judges and the religious leaders of that time. Cấm không cho họ giảng về danh và lấy danh Đức Chúa Giêsu để hành động. To preach about Jesus Christ and use the name of Jesus Christ. Nói với các lãnh đạo đó như thế. They said to those leaders,
like this. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn người ta. It is better for me to obey the Lord than obey Amen. Amen. Bởi vì họ có một sứ mạng rất là rõ ràng. Because they had a very clear mandate. Sau kinh nghiệm ngũ tuần chúng ta thấy lửa Thánh Linh đã đến trên họ. After the day of Pentecost, we saw the fire of the Holy Spirit come upon them. They were united. They were bold. Họ đầy dẫy quyền năng. They were full of power. Họ trở nên những nhân chứng tin cậy. They became a witness that was trustworthy. Vì quyền năng của Chúa the power of God was along with them. Đầy quyền năng với phép lạ cập theo. That as they preached, signs and wonders followed. Quyền năng của Đức Thánh Linh và lửa thiêu đốt đã đến ở trên đời sống của họ. The power of God, the power that would burn away anything that didn't belong, was upon them. Và làm nên sự biến đổi này trong cuộc đời của các bạn. And transformed their lives. Trước đây không gì có thể khiến cho họ trở nên hiệp một. Before this, there was nothing that could cause the disciples to become as one. Anh chị thấy ngay ở trong cái buổi tối dự lễ vượt qua, chúng ta thấy họ cũng bàn tán tranh cãi với nhau ai là người sẽ trở nên lớn nhất trong nước trời. Even at the Passover, we see according to scriptures that the disciples, they were arguing with each other who would be first in the kingdom of God. Chúng ta thấy không có một sự hiệp một. There was no unity there. Nhưng mà sau kinh nghiệm của ngũ tuần, but after the day of Pentecost, Hội Thánh của Chúa đã bước đi trong sự hiệp một, walked in unity. The fire of God made it happen. Điều gì khiến Hội Thánh hiệu quả ngày hôm nay? What may cause a church to be successful today? Đức Thánh Linh. The Holy Spirit. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. That is the plan of God. Chúa không có kế hoạch thứ hai. God doesn't have another plan. Chúng ta đừng tìm một đấng nào khác. Let's not look for another God. Cũng đừng tìm một cứu chúa nào khác. Let's not look for another Savior. Hãy tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ. Let's receive Jesus Christ as your Lord, your Savior. Nhận sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Receive the outpouring of the Holy Spirit. Để chúng ta có thể sống đạo, để chúng ta có thể giảng. So that we can live in faith and preach our faith. Hội Thánh được khai sinh trong quyền năng của Đức Thánh Linh. The church was birthed by the power of the Holy Spirit. Hội Thánh cũng phải tiếp tục ở trong quyền năng của Đức Chúa. So then we must understand that the church must remain in the power of the Holy Spirit. Xã hội không thể được thay đổi. The community will not change. Society will not be transformed. Cho đến Hội Thánh của Chúa được thay đổi qua quyền năng của Đức Thánh Linh. The church of God is first transformed by the power of the Holy Spirit. Sự hiện diện của Chúa như nhâm thạch nó chảy đến đâu nó đổi mọi việc đến đó. The power of God, it runs and whenever it touches, it changes. It's like lava. Đi đến đâu sẽ thay đổi cục diện cũng như là. It's like lava. Wherever it goes, it changes when it touches. Thứ ba, chúng ta cần Đức Thánh Linh bởi vì là con gái của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ về nhu cầu cần sự hiện diện của Chúa. Thirdly, we need the Holy Spirit because as His children, we cannot afford to ignore His immediate presence. Trong kinh nghiệm bắt tem Đức Thánh Linh ở tại đây. We talk about the baptism of the Holy Spirit. Chúng ta thấy có hai phương diện. We can see that there's two things that happen. Đức Thánh Linh đến như trong hình ảnh của gió, của sự sống. The Holy Spirit comes as if a wind in power. Và có lửa của sự hiện diện. And there's a fire of the Holy Spirit. Lửa từ trời đổ xuống. The fire of God pours out from heaven. Và chia ra những cái đốm như những cái lửa. And it's divided up as in tongues of fire upon each man. Đổ trên đầu của mỗi người. Upon each head. Lửa của sự tra xét. That fire of judgment. Lửa của thiêu đốt tất cả những gì không cần thiết. A fire that would burn away the dross, anything that did not belong. Lửa cháy sáng cuộc đời của chúng ta. A fire that would lead us in light. Lửa tăng cường nhiệt lượng. It is a fire that increased our capacity. Cháy một cách lan tràn như lửa cháy rừng. To burn as if the wood is burning. Không gì có thể cản được bước tiến của một trận cháy. That can stop a fire that is full of fuel and running and spreading. Và Chúa Ngài cũng muốn chúng ta kinh nghiệm như vậy. And God wants us to experience the same thing. Hội Thánh đầu tiên đã kinh nghiệm. The first church experienced this. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lửa bằng lửa hiện ra trên đầu của mỗi bọn. But the disciples, they saw that this fire spread apart and divided into tongues and landed upon each head. Lửa ở trên phòng cao hôm đó có liên hệ đến cựu ước. The fire in the upper room that day is associated with the Old Testament. Anh chị em nghe kỹ điều này. Let's listen very carefully. Moses, khi ông cung hiến đền tạm. Moses, whenever he dedicated the tabernacle. Leviticus chương 9 câu 24 nói. Leviticus verse 9, chapter 9 verse 24 said. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lóe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mở ở trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sắp mặt xuống đất. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Lửa của sự hiện diện của Chúa xác nhận rằng đền tạm là nơi mà Chúa Ngài nhận cái sự thờ phượng của con dân của Chúa. When the fire of God came down and consumed the burnt offering, it was a confirmation that he was there receiving their sacrifice. Khi Solomon cung hiến đền thờ. When Solomon dedicated the temple.
Thì lời của Chúa cho chúng ta thấy, khi Solomon cầu nguyện xong thì lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy trên đền. The word of the Lord tells us in 2 Chronicles 7, when Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Lửa từ sự hiện diện của Chúa đã giáng trên của tế lễ. We see here that the fire of God came upon the altar. Điều này đã xác nhận cho dân sự của Chúa. And this confirmed to the people of God. Đó là Đức Chúa đã chấp nhận. That God received. Đền tạm bây giờ lại là đền thờ. Then now it was beginning to become the sanctuary. Temple. Là nơi mà Chúa ngự. The place where He would reside. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Điều chúng ta chứng minh sự chấp nhận đó là Đức Chúa Trời giáng lửa từ trời xuống. The thing that we have to recognize is that God sends fire from heaven. Anh chị em sẵn sàng để nghe câu này. Are you ready? Sau đó Phaolô dùng chữ đền thờ này để xác nhận rằng trong giáo ước mới, thân thể của chúng ta chính là đền thờ của Đức Thánh Linh. Paul tells us that under the new covenant, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Có một người nghiên cứu và thấy rằng nếu tính giá tiền để xây cất đền thờ cho Chúa mà vua Solomon đã cất cho Chúa thì với một cái số lượng tiền kinh khủng. There is one person who researched and studied and they determined the amount of money that it would take to build the temple that King Solomon built. Số lượng vàng được lát ở trong đền thờ và tất cả những khí cụ ở trong đó có một cái kinh phí rất là lớn. We know that everything that was used to build that temple, the gold templates, everything would be of great cost. Và dân chúng đã qua sự hướng dẫn của Solomon đã đóng góp để xây cho Chúa đền thờ đó. But by the leading of Solomon, the people of God were able to build the temple. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời lại trả một cái giá lớn hơn vô cùng. But Christ himself paid a price even greater. Để xây cho Ngài những đền thờ. So that He could build each of us to be a temple. Hallelujah. Hallelujah. Giá đó là chính máu huyết của Đức Chúa Giêsu. He paid the price with His blood. Giá đó là sự chết của Ngài cho chúng ta. He paid the price with His death. Để khiến chúng ta những tội lỗi. On our behalf, people who are full of sin. Những tội lỗi. Bodies that were not pure. Và chúng ta thấy rằng ở trong vũng lầy của tội lỗi. And in the midst of all of our sin. Thì huyết của Đức Chúa Giêsu đem chúng ta. The blood of Jesus Christ. Tắm rửa chúng ta sạch sẽ. He cleanses us. Thánh hóa chúng ta. He purifies us. Để Ngài có thể đặt Thánh Linh của Ngài trong chúng ta. He puts Holy Spirit in us. Và sẵn sàng để tuôn đổ Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta. And He's ready to pour out His Spirit upon us. Nên sứ đồ Phaolô đã nhắc hội thánh. So that Paul reminds us this. Anh em há chẳng biết rằng thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Nếu điều này là đúng. If this is correct. Hai lần Đức Chúa Trời đã xác nhận cái nơi thờ phượng đã được Chúa Ngài xác nhận rằng Ngài nhận nơi đó để Ngài bày tỏ danh của Ngài và nhận sự thờ phượng của con dân của Chúa. The two places that we mentioned earlier, the tabernacle and the temple, if God poured out His fire to confirm that He received that sacrifice on the altar, Chúa là làm gì để đánh dấu Ngài xác nhận địa điểm đó? Then what is it that He showed to say that He received it? Fire, you get it. Fire. Fire. Lửa của sự hiện diện. The fire of the presence of lửa God. Lửa Chúa đổ xuống ở trên đền thờ. The fire of God coming upon the altar, burning it. Lửa của sự hiện diện của Chúa đã đổ xuống ở trên đền thờ nơi Solomon đã xây lên cho Chúa. The power, the fire of God poured upon the altar at the temple where King Solomon built. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Ngày lễ ngũ tuần. Pentecost. Của lễ đã được dâng lên trước mặt Chúa. A sacrifice has been given to the Lord. Hội thánh hiệp lại một lòng một ý cầu nguyện. The church has come before the Lord with one heart, one spirit, waiting for Him. Chờ điều Cha hứa. To wait for what the promise of the Father. Và Chúa Ngài đã bày tỏ sự xác nhận của Ngài. And God confirmed that His presence was there. Thì mình nghe tiếng gió. All of a sudden, the sound of wind came. Và có những lửa đổ xuống. And there was fire that came down. Như những cái lưỡi bằng lửa. As tongues of fire. Đậu trên đầu upon mọi người. Each head. Hallelujah. Hallelujah. Kể từ ngày hôm đó. From that day moving forward. Thân thể của con cái của Chúa. The bodies of the believers. Là đền thờ became a temple where the Lord resides. And the fire of God. Xác nhận với chúng ta. Confirm that. Ngài đang ở trong chúng ta. That He is with us. Ngài đã nhận. He's in us. He receives us. And He's determined. Giây phút đó. That from this moment moving forward. The church of God. Là đền thờ nơi Chúa. Would be the temple of God. Mỗi con cái của Chúa. Every single believer. Là đền thờ nơi Chúa. Would be the temple of God. Hallelujah. Hallelujah.
Hãy những đền thờ của Chúa có mặt. So, how many temples of the Lord are here today? Hallelujah! Yes, hallelujah! Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Anh chị em yêu dấu. So my brothers and sisters. Hai tuần trước Chúa ngài chỉnh cái mục tiêu của chức vụ của tôi. 2 weeks ago, God corrected my ministry. Trong lúc tôi đứng, as I was standing there, praying, worshiping Him. Chúa ngài bày tỏ một điều mà tôi phải chụp cái điện thoại tôi lên ghi chép xuống vì tôi sợ quên. The Lord revealed something to me that I had to that caused me to immediately grab my phone so that I could document. I didn't want to forget it. Ý tưởng Chúa ngài cho tôi thấy. An image that the Lord saw allowed me to see. Đó là trên thế giới của chúng ta. Is that here in this world, all over the globe? Có nhiều đền đài, đền thờ mà con người đã dựng nên. There are so many temples that mankind had built with his own hands. Và họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền. And they put a lot of money into it. Nhìn nó rất là đẹp và tráng lệ. And these temples could be beautiful. Nhưng mà trong số tất cả những cái đền thờ đó. But in all of those temples that have been built by man's hand. Có những nơi mà người ta tìm đến đó. There's places where people go and seek after. Bởi vì nó có một cái gì đó siêu nhiên xảy ra tại cái địa điểm đó. Because there's something supernatural happening at that place. Và Chúa nói với tôi. So the Lord told me. Ta chuẩn bị. I am preparing. Để xây dựng những đền thờ cho ta. To build temples for me. Mà người ta sẽ đổ đến những đền thờ này. And people will come running to those temples. Để nhu cầu của họ so their needs could be met. Vì những đền thờ này. Because these temples. Không có một thần nào khác. There is no other God. Nhưng mà là Đức Chúa Trời hằng sống ngự ở trong the living God đền thờ đó. Residing within those Hallelujah. Temples. Hallelujah! Và tôi thấy khải tượng xảy ra. And I saw this vision. Đó là Chúa muốn sử dụng tôi. Is that God wanted to use me? Để sẽ xây dựng những đền thờ cho Chúa. To build these temples for the Lord. Sẽ đưa nhiều người đến với Chúa. To bring many people to salvation. Để họ được cứu mà thôi. Not only so that they would be saved. Để họ có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. The experience, the power, the presence of God, the glory of God would be upon each temple. Và những việc siêu nhiên xảy ra trong những đền thờ. Supernatural things of God would occur through these temples. Causing all those around them who have a need to come running to the temples of God. So my brothers and sisters, I tell you Chúa, that every believer has the fire of God upon them, and you are a temple of the living God. How many of you here today do you want to receive the fire of God? Anh em là đền thờ nơi Chúa ngự. To affirm that you are a place where the Lord resides. God is going to cause your life to be one that experiences His glory. You will receive His blessing. Signs and wonders are going to take place. Those who have need around you. Ở đâu they're going to know where to run to receive their help. They'll seek you. Và tôi có một cái khải tượng. And I have a vision. Chúa ngài sẽ làm việc. That God is going to move. Ngài sắp đến. In the days to come. Các con cái của Chúa đi đến đâu. All the believers of God, wherever they step foot. Thì người ta sẽ tìm đến để được giúp đỡ. Others will seek and find them for help. Hallelujah. Hallelujah. Hồi xin Chúa ngài ban ơn. May God bless us. Để chúng ta không giống như nhà sư tại Việt Nam hiện so tại. That we won't be in the days of old in Vietnam. Like a monk right now in Vietnam. Ông đi trước và chúng ta thấy một đám đông đi theo sau. When we see the monk walking, a crowd follows him. Vì ông làm một cái việc rất là lạ. Because he does something very odd. Và chúng ta thấy rằng có một sự thu hút đến. And we see that there's a drawing from him. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. But my brothers and sisters, I want to share with you today that in the days to come, những người lân cận của chúng ta, all of the people that are close to you, your family, your friends, you're going to see something even more amazing in each of you. And that is the power of the living God working in His believers, His sons and His daughters, causing all those around you who have a need, they're going to run to you. Trong những ngày sắp đến, in the days to come, những người ở trong công ty, những người ở trong the people in your workplace, họ sẽ chạy đến với chúng ta. Come running to you. Họ có nhu cầu. Whenever they have a need, họ sẽ trình bày nhu cầu họ với chúng ta. Talk to you about their thân need. Thân thể tôi có bệnh tật. They're going to say my body and my sickness and disease. Tôi có những chứng bệnh my này. Loved one has this sickness. Và biết rằng anh là and người they're going to know that you are a child of God. Người that you are a believer. Anh chị có Chúa ở cùng. And that you have God with you. Và Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của anh chị. And God answers your prayers.
cầu nguyện cho tôi. Will you please pray for me? Please help me. Anh em chúng ta sẽ kết quả. And we will be effective. Và nhiều người sẽ được phước của Chúa. And so many will be blessed. Amen. 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 Xin Chúa cho ngày hôm nay. So may today. Sẽ có những con người quyết định. The Lord allow for people to decide. Lạy Chúa như Chúa ngài đã đổ lửa từ trời đến trên hội thánh đầu tiên của ngài lạy Chúa. On the very first church on the day of Pentecost. Xin đổ lửa của sự hiện diện ngài trên fire upon me. Đánh dấu kể từ ngày hôm nay. So that from this day moving forward. Thật sự. That truly. Thân thể này. This body. Có sự hiện diện của Chúa. We have your presence with me. Lời cầu nguyện từ nơi nhà này. The prayers spoken from this house. Ngài sẽ lắng nghe. That you're going to hear them. Ngài sẽ đáp lời. And you will respond. Lời Chúa ngài đã hứa với Salomon. Just as you promised to King Solomon. Với dân sự của Chúa. That your people. Đó là từ nơi nhà này. That from this house. Ta sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta tại đây. Prayers, the intercession. Lạy Chúa, xin Chúa ngài cho đến ngày hôm nay. Would you let it be so today? Every single one of our lives. To be a place. Mà mắt Chúa hằng nhìn thấy. Where your eyes are looking. Ta nghe nơi. Your hands are there. Your ears are listening. Và ngài sẽ nghe tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta. Every single prayer that is being prayed before you. And you will respond. Nhu cầu của người quanh của chúng ta. So the needs around us. Sự cứu rỗi của Chúa sẽ đến cho nhiều người. Salvation shall come. Thân thể sẽ được chữa lành. Bodies will be healed. Signs and wonders will take place. Thánh đầu tiên đã kinh nghiệm. The first church of God experienced this. Hội thánh của Chúa đã kinh nghiệm trải qua bao nhiêu thế kỷ? They've experienced the church of God experience over decades and decades. Hội thánh thật của Chúa ngày hôm nay. The true church of God will experience it even today. Hallelujah. Hallelujah. How many people here want to receive fire from God? Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ đến với Chúa. God's going to bless us so that we can come before Him. I'm not going to plead with you to come to the altar. Tôi muốn thấy những người thật sự. I want to see people who truly hunger and see that God. Con muốn làm đền thờ đó. I want to be the temple. Đền thờ mà Phaolô đã nói. I want to be the temple that Paul spoke of. Đền thờ mà Chúa đã cho mục sư thánh thấy. The temple that you allowed Pastor Khan to see. To be filled with your glory, O God. Filled with your power, O Lord. Chúa đã hằng sống. Because the living God is in me. Và Thánh Linh. And the Holy Spirit. Là quyền năng phục sinh. Has resurrection power. Đã làm cho Jesus Christ sống lại từ cõi chết. Causing Jesus Christ to raise from the dead is in me. Hallelujah. Hãy đến và đón nhận ở trong ơn của. So come and receive. Hallelujah. Hallelujah. Tôi tin rằng lửa của Chúa, lửa xác nhận của Ngài sẽ đến trên chúng ta trong giây này. I believe that the fire of God will come and affirm each and every one of you. Tất cả những gì chúng ta đã được huấn luyện trong hai ngày qua. Everything that you have learned over the past three days. Có một điều kiện rất quan trọng. There is one important requirement. Đó là quyền năng của Chúa sẽ làm cho tất cả được sống động. That is that the power of God will cause everything to come alive. Danh Đức Giêsu là danh quyền năng. The name of Jesus Christ is a name of power. Và khi nó được công bố bởi một người đầy dạy Đức Thánh. Filled upon one who is filled with the Holy Spirit. Thì nó có giá trị như chính Đức Giêsu đứng ở tại hiện trường để. Then it has the value as if Jesus Christ Himself was standing here. Hallelujah. Hallelujah. Như hơn 800 triệu con cái của Chúa, hội thánh của Ngài ở khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay. With churches all around the world, there are over 800 million believers. Trong ngày lễ ngũ tuần này. That on the day of Pentecost today. Đang cùng nhau kêu xin Chúa. Are together calling out to God. Tái ban lễ ngũ tuần. Would you bring us your fire again? Restore the day of Pentecost. Và tôi tin rằng Chúa chuẩn bị đáp lại. And I believe that God is responding. Chúng ta cũng sẽ không là trường hợp ngoại lệ. And we will not be an exception to this. Chúa biết. God knows. Cho nên Ngài đã sử dụng mục sư Võ Sinh để nhắc nhở chúng ta. So He has used Pastor Võ Sinh to remind us of this important thing. Các con hãy có đức tin đơn sơ. That children, my sons, my daughters, have faith as simple as that of a child. Con trẻ đức tin của nó là như thế này. Cha mẹ nói sao nó tin như vậy. A child's faith is like this. Whatever their parent says, they believe. Và giao trọn tất cả đời sống ở trong sự bảo vệ, chăm sóc của cha mẹ. And they trust and give their lives into the hands of their parents for protection, provision, everything that they need. Đức tin như con trẻ trong thời giờ này là như thế này. The faith of a child at this time is like this. Cha rất yêu thương những người lạc mất. God really loves the lost. Và chẳng muốn sử dụng con cái của Ngài. And God wants to use His children. Để đi ra và đem những đứa con lạc mất này. To go out to bring the lost. Những con chiên lạc mất này. The lost sheep. Để có thể trở về.
to bring them back home. Để rồi chỉ có một người chăn. So that there could be one shepherd. Và một bầy chiên mà thôi. And one herd of sheep. Just one. Chúa Ngài muốn làm. That is what God wants to do. Và Ngài cũng hứa với chúng ta. And God promises us. Ngài trang bị chúng ta quyền năng của Ngài. That He prepares us by giving us His power. Bằng sự hiện diện của chính mình Ngài. By His presence in our lives. Để khiến chúng ta trở nên. To cause us to be. Những đền thờ di động. Temples that are mobilized, moving temples throughout the world. Bất cứ nơi nào chúng ta that wherever we step our foot, chúng ta mang sự hiện diện của that we bring the presence and the power of God with us. Hallelujah. Lạy Cha, xin ban điều Cha hứa. Heavenly Father, will you give as you promised? Lạy Chúa Giêsu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Jesus Christ, you who baptize by the Holy Spirit and by fire. Xin đến và báp têm cho con gái của Ngài. Your children today. Nhận chìm chúng con trong sự hiện diện của Chúa. Submerge us in your presence, O Lord. Tuôn đổ quyền năng của Ngài. Pour out your power. Để tất cả chúng con sẽ kinh nghiệm. All of us. Sự trang bị will be prepared theo như kế hoạch của Chúa. According to your plan. Để chúng con trở nên những nhân chứng quyền. So that we can be a witness full of power. Chúng con trở nên những đền thờ. So that we can be temples. Nơi Chúa ngự. Where you reside. Để chúng con có thể đem sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi. So that we can bring your presence wherever we set foot. Nơi nào chân chúng con đạp đến. Wherever we land our feet. Vương quốc của Đức Chúa Trời bày tỏ ra tại đó. Is revealed there. Nơi nào tay của chúng con đưa wherever ra, our hands are extended, thì ngón tay của Đức Chúa Trời sẽ chữa lành những người đau ốm. The finger of God will heal the sick. Nói khen Chúa. We praise you, Lord. Tuôn đổ trong ơn của Ngài. Pour out abundantly with us, O God. Như năm xưa Chúa Ngài đã có mũi cái lưỡi như lưỡi bằng lửa trên đầu của mỗi một người trong phòng cao ngày hôm đó. Just as you did in the upper room on the first day of Pentecost, Lord God, tongues of fire residing upon each head. Chúng con tin rằng ngay giờ này, we believe that right now, Chúa cũng có đủ số lượng những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa. You have an abundance of tongues of fire. Để cho mỗi một người trong so chúng con. To each and every one of us. Để Ngài thấy tấm lòng khao khát của chúng con. Because you see our hunger and thirst for you. Sự lửa của Chúa giáng xuống. May your fire come upon us. Hallelujah. 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 Anh chị em, my brothers and sisters, mở miệng ra với xin đi. You have to speak it out. Ask the Chúa Lord. Đi. Tell the Lord. Xin Chúa nghe sự khao khát của chúng ta. May God hear the cry of your heart. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.